Kính thưa quý vị khán thính giả, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, từ ngày 16 tháng 6 năm 2021 đến ngày hôm nay, quân đội Trung Quốc đã bắn pháo liên tục vào các trận địa phòng ngự của ta trên toàn tuyến biên giới Trung Quốc, dùng lực lượng bộ binh đánh chiếm điểm cao 15091030772 của Việt Nam ta. Tổng từ ngày hôm qua tới nay đã có 23 vụ khiêu khích trên toàn tuyến, đã tổ chức 3 đợt tấn công quy mô từ cấp đại đội, tiểu đoàn đến trung đoàn, lấn sâu vào đất của Việt Nam từ 500 cho đến 2000 m, tổng với 7 đợt tiến công lớn. Trung Quốc chiếm điểm cao có vị trí quan trọng ở Thanh Thủy, Vị Xuyên như là điểm cao 1509685, 1195 đôi chúa đôi mai. Bên cạnh tấn công bằng bộ binh, Trung Quốc sử dụng pháo cối bắn phá các điểm tựa và trục đường vận chuyển của quân đội Việt Nam. Để đối phó với âm mưu của Trung Quốc, Việt Nam đã tập hợp một lực lượng lớn gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang đóng ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, khoảng 300.000 quân lính, và ở Vị Xuyên, hướng trọng điểm Vị Xuyên có 3 trung đoàn bộ binh từ 2 đến sư đoàn 3. Sáng ngày hôm nay, Việt Nam quyết định phản công trong trận chiến tranh giành lại điểm cao 772 của sư đoàn 356, đã tổ chức hàng chục đợt tấn công dưới sức ép của hỏa lực Trung Quốc từ trên xuống. Chỉ trong vòng một ngày, tỷ lệ thương vong hỏa tiến cao nhất là sư đoàn 313 của Việt Nam. Ở sư đoàn này có 323 người thương vong trên đoàn mặt trận Vị Xuyên. Ngày cao nhất có 820 người bị thương, trong đó chỉ có sư đoàn 356 đã có 20 người bị hy sinh. Phần lớn hài cốt của các liệt sĩ hy sinh trong trận đà này đều được đưa về mai táng đến Việt Nam. Hy sinh thì đã giành được cao điểm Lạt Sơn, còn hàng trăm lính BOA nằm chết la liệt ở khu vực giao chiến. Chỉ trong vòng 15 phút, quân đội Việt Nam đã chiếm lại được cao điểm 164. Quân Việt Nam ta từ chối rút lui, làn sóng này là làn sóng người ta nhất tiếp tục tiến lên giành lại ngọn đồi. Trong lúc giao điểm, quân đội Việt Nam đã tiêu diệt được 3.700 quân lính địch bờ thay ở trên mặt trận. Tư lệnh sư đoàn, cựu chiến binh từ thời nội chiến cũng phải nói rằng ông ta chưa từng bao giờ thấy được nhiều xác chết như thế. Quân đội Việt Nam ta đã tịch thu vũ khí và thắt lưng trên xác của quân đội BOA và phân phát cho lính ở trong trung đoàn. Đêm hôm qua, trung đội trưởng, chỉ huy trung đoàn của tư lệnh trung đoàn của bộ đội Việt Nam ta không thể ăn uống, chỉ sạch cả 4 thùng rượu. Sau đó, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tín hiệu cho phép quân đội BA đến thu hồi xác chết. Quân đội Việt Nam đã yêu cầu họ mang cờ hồng, thực tập lên những toán không được quá 50 người và không được mang theo vũ khí. Mẫu toán khoảng từ 60 cho đến 70 đều BA đã đến không có cờ khi phát hiện ra là họ không tuân theo thỏa thuận. Vì có người mang theo súng, quân đội Việt Nam ta đã khai hỏa. Lúc đó quân đội Việt Nam ta không quan tâm đến sinh mạng của họ nên đã nổ súng vào quân đội BOA. Không một người nào trong nhóm lính này sống sót nên là quân BOA chẳng còn để thu hồi xác chết nữa. Quân đội Việt Nam ta không cho ai có thể chịu được mùi xác chết nên là phía quân đội Việt Nam đã dùng hóa chất để đốt tất cả các xác chết, bằng vậy là vận động phun lửa khi bầu trời yên tĩnh. Không một tiếng động, đột nhiên là hai quả pháo hiệu được phóng lên từ trời cao. Báo hiệu trận nối Lào Sơn đã bắt đầu, tất cả các quả pháo từ trại quân đội Việt Nam đã đồng loạt bắn xuống. Mục tiêu của Trung Quốc đang tập trận, hơn 10.000 pháo đạn pháo làm trung chuyển cả trận. Địa trấn địa quân của đội Việt Nam trở thành một biển lửa. Binh lính Việt Nam tập kích bất ngờ khi họ đang ngủ. Đạn pháo bắn ra nhiều tia lửa làm lính của quân đội BA bị bắn tan xác. Số hỏa lực này được quân đội Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ mấy tháng trước, sư đoàn 40 và sư đoàn 49 thuộc quân đoàn 14, quân khu Công Minh đã bắt đầu phản động tấn công vào núi Lao Sơn và dãy núi Âm Sơn. Một bộ phận sư đoàn 40 chiếm lĩnh cao 662 đã được 7 phút, đúng 5 giờ 20 sáng nay, bắt đầu công kích cứ điểm chính Lao Sơn lúc 1 giờ chiều. Hai đạo quân chủ lực gặp nhau và cùng tiến quân theo hướng Bắc Lý, Đông Sơn và chiếm lĩnh được tiếp hơn 10 cao điểm của địch. Khoảng 1 giờ sau, quân ta hoàn toàn chiếm lĩnh Đông Sơn. Qua mấy ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân ta đã chiếm được toàn bộ núi Lao Sơn và dãy núi Âm Sơn, núi Đào Sơn thuộc địa phận của Tây huyện La Mã Bắc, tỉnh Vân Nam và có độ cao so với mặt nước biển là 1.422 m, giáp với phía Tây Bắc, tỉnh thành phố Hà Giang của Việt Nam, được xem là yết hầu của tỉnh Vân Nam và có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Hai phía Việt Trung đều rất quan trọng vị trí này. Vì thế sau khi thất thủ ở Lào Sơn, Việt Nam quyết định phản kích chiếm lại. Cứ điểm này cũng là trận đánh ác liệt trong số các cuộc xung đột biên giới giữa Việt Trung. Quân đội Việt Nam được kết nối Lào Sơn cùng quân đội BA theo hướng Cần Nạm. Lan quân phòng thủ tại trận địa của liên đội 2 gần như hy sinh hoàn toàn, nhờ đến thảm sát của Bisa cũng bị quân Việt Nam bắn hạ. Sau đó, khi có được sự chi viện của pháo binh, quân ta mới tái chiếm đỉnh cao này. Trước sau, quân đội Việt Nam đã xuất phát ra từ 500 cho đến 600 người lính. Kết quả là lính của Trung Quốc đã bị pháo binh của ta phóng tỏa trận. Cứ điểm của quân đội BA bị tổn thất nặng nề. Vì vị trí điểm cao Lão Sơn có quan trọng nên là Việt Nam quyết tâm lấy lại bằng mọi giá. Họ quyết định phản động
tổng công kích thêm một lần nữa. Qua những lần chống công kích, quân ta là có thêm rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và tăng cường cảnh giác. Sau khi nhận được tình hình trên và tin báo là sẽ có một trận công kích lớn của Việt Nam, nên cứ điểm quân ta cũng đã được lệnh tăng cường hỏa lực về quân số. Nhưng quân đội của Việt Nam không phải là ngoại dụng, và nên mặc dù quân ta đã xác định được là quân địch sẽ có hành động, nhưng vẫn chưa xác định được là thời gian chính xác. Chính vì đã biết trước quân ta đã có trang bị thêm hỏa lực, đặc biệt là pháo binh, bổ sung 12 liên đội pháo binh, bóng liên đội, xe tăng và đưa quân chốt tại điểm, trận trọng phân thành nhiều tầng và khi quân địch tiếp cận vừa có thể độc lập tác chiến, vừa có thể yểm trợ cho nhau. 3 liên đội hỏa tiễn và rocker được bố trí tại cao điểm 412. Mỗi một liên đội khẩu hiệu được pháo binh bắt đầu bắn và trạng thái kịch chiến. Vào lúc 3 giờ sáng ngày hôm nay, bộ chỉ huy khoác lên nhóm pháo bắn rồi loạn trận địa pháo của quân đội Việt Nam theo 3 hướng đã được cung cấp tin tình báo. Sau khi bắn hạ loạt đầu tiên, sở chỉ huy đã yêu cầu ngừng bắn để xem xét tình hình. Sau đó Triệu Đoàn trường nhìn vào bàn thảo với bộ trưởng bộ binh, giả dụ quân Việt Nam 5 giờ xuất kích theo quy luật thông dụng của bộ binh, binh chủng chủ lực của Việt Nam. Hiện thời sẽ đóng đầu tại tiểu đoàn trưởng và sẽ đón về chỉ có thể là cách 300m theo hướng Bắc Thanh Thủy, cách trạng địa khoảng 500m, không thể sai được. Nhưng vị trí bộ chỉ huy đã đưa ra là hơn 1000m. Sau đó ông báo cáo lại với bộ chỉ huy và nói rõ lý do. Được sự đồng ý của bộ chỉ huy, tiểu đoàn trưởng và quyết định dùng hỏa lực vào 3 vị trí mà ông ta đưa ra. Sau đợt bắn đầu tiên, trên khoảng 10 phút bắn tiếp theo lần thứ hai, vẫn không có động tĩnh gì, pháo binh tiếp tục bắn tiếp pháo sáng, pháo khói, nhưng vẫn không có độc tính gì cả. Mọi người đều tin rằng là tình báo đã có sai sót, tất cả được phép trở lại bình thường. Thật ra tình hình vô cùng đáng sợ, quân địch đã ngầm tiếp cận và sát trận địa của ta. Xa hai thủ của ta đã bị bắn trúng, hai lính BA đang ăn lặp, cả hai đều bị thương nặng, nhưng đội hình địch vẫn không bị choáng loạn và vô tình bị lộ vị trí ẩn nấp. Đội hình đang ẩn nấp của quân địch vẫn im lặng dù cho đồng đội đang chờ nằm chết. Mức độ kỷ luật và tổ chức chịu đựng thật đáng kinh ngạc của quân đội nhân dân Việt Nam. Thưa quý vị, cũng theo nguồn tin có liên quan, mới đây Liên minh Việt Mỹ đã tấn công Trung Quốc vì tình báo Hoa Nam đầu độc hạm trưởng Lê Bá Hùng tại Đà Nẵng. Và diễn biến chi tiết ra sao, mời quý vị cùng theo dõi bản tin nóng ngay sau đây của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, tướng Lê Bá Hùng làm trưởng hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ là một người Mỹ gốc Việt và ngày hôm qua đang nghỉ phép trên đường bay từ hàng không mẫu hạm về Đà Nẵng thăm bà con thì đụng độ với một toán giặc do hải quân của Trung Quốc cải trang bắn phá giàn khoan của Việt Nam. Hạm trưởng Lê Bá Hùng cũng vô tình có mặt tại hiện trường, suy tí nữa thì trúng đạn thiệt mạng. Sau đó ông đã dành bỏ lời chuyến đi về Đà Nẵng, quay trở lại hàng không mẫu hạm báo cáo với Lầu Nam Góc về tình trạng hoành hành ngang ngược của quân đội Trung Quốc tại Biển Đông. Các tướng lĩnh hải quân Hoa Kỳ cùng nhau thống nhất gửi kịch bản để trình lên Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ông Joe Biden cận xuống lệnh trừng phạt Trung Quốc là phải có một hành động cụ thể hơn, cứng rắn hơn, mới đủ sức răn đe Trung Quốc, ban trưởng và xưng hùng xưng bá tại Biển Đông. Việt Nam với sức cứng rắn trực tiếp của sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ, với sự nghi ngờ về sự tinh quái và xảo trá của Trung Quốc đã bị tháo bỏ. Thay vào đó là một sự khẳng định chắc nịch rằng Trung Quốc, Tập Cận Bình là một thế lực cần được chế tài và khống chế. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden vẫn giữ thái độ hoài hoãn và một chính sách mềm mỏng với Trung Quốc. Vì thế, trước sự khẳng định và sức ép của các tướng lĩnh Lầu Năm Góc, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden đành phải nói rằng sẽ hạ lệnh trừng phạt Trung Quốc. Nối tiếp với chương trình của cựu Tổng thống Mỹ ông Donald Trump, hạm trưởng tướng Lê Bá Hùng trước Hội đồng Quân sự Lầu Năm Góc đã kể rõ tình hình và chứng minh được rằng những điều xảy ra tại giàn khoan của Việt Nam là sự thật. Mọi người ai nấy đều hoan nghênh quyết định này của Tổng thống Joe Biden. Chỉ cần nối mạng trực tiếp, hạm trưởng Lê Bá Hùng trước mắt Hội đồng Quân sự Lầu Năm Góc và Tổng thống Hoa Kỳ. Thế nói lời trung thực, kể lại sự tình đã xảy ra và trực tiếp chứng kiến, thì Tổng thống không có lý do gì để mà từ chối hạ lệnh trừng phạt Trung Quốc cả. Mọi việc vô cùng xuân sẻ, các tướng lĩnh quân đội của Hoa Kỳ nói riêng và người dân Mỹ nói chung, ai nấy đều vui mừng, hớn hở ra mặt khi sắp chứng kiến một màn thay đổi ngoạn mục của chính quyền ông Joe Biden. Ai cũng muốn nước Mỹ tiếp tục hành động trừng phạt Trung Quốc như là thời của ông Donald Trump. Chỉ cần là tướng Lê Bá Hùng xuất hiện phát biểu vài câu thôi là Trung Quốc lại tiếp tục ăn hành, ăn tỏi liên miên. Thưa quý vị, vào ngày hôm qua khi lên trực thăng trở về, hạm trưởng Lê Bá Hùng trực tiếp điện đàm báo cáo với Lầu Năm Góc, xong xuôi băng bó lại vết thương. Trong khi chờ đợi quyết định của Tổng thống, ông lại tranh thủ thời gian lên máy bay trực thăng, thẳng tiến đến thành phố Đà Nẵng. Tại một ngôi nhà đơn sơ ven biển
biển Đà Nẵng, tướng Lê Bá Hùng đã ở lại đây và từ sáng cho đến tối với những người bà con bên ngoài của ông. Ông thăm hỏi bà con lối xóm, đi thăm các nơi, thắp hương nhà thờ. Tổ là đi thăm mộ của ông nội và dự định sẽ ngủ lại một đêm, rồi sáng sớm mới rời đi, trở lại nhiệm vụ. Nhưng vào khoảng 19 giờ tối, ông đã nhận được điện đàm từ Lâu Năm Cốc, báo cho ông biết một tin về Tổng thống đã đồng ý tiếp tục trừng phạt Trung Quốc nếu ông ở rước mặt hội đồng, kể lại đầu đuôi câu chuyện và thề sẽ nói với lòng trung thực. Thế là tướng Lê Bá Hùng hớn hở chia tay bà con, trở về tàu sớm hơn dự kiến. Khi đang quay đồ, bà con đem theo nhiều quà của các sản vật địa phương để tặng, nào là bánh tét, bánh chưng, mắm ruốc. Họ nói rằng ông ăn không hết thì chia cho lính Mỹ, sung cho vui. Tướng Lê Bá Hùng đã nhận hết và gói chém đồ đạc. Xong xuôi, hai anh lính để đi theo phục vụ thì tay xách tách mang đi về phía trực thăng, đậu sẵn sàng, chuẩn bị chào từ biệt rời đi thì đột nhiên, tướng Lê Bá Hùng trật trong mặt, người quằn lên đau đớn, hốc máu tươi và bất tỉnh. Hai người lính trẻ này là bộ hạ vô cùng thân thiết với tướng Lê Bá Hùng. Theo ông ấy, bấy lâu nay lập tức hiểu ra vấn đề, đó có chuyện không may, đã vác ông ấy lên trực thăng cất cánh hướng ra biển ngay lập tức. Lúc đó dưới đất có mấy tay súng bắn lên sửa sạm. Hai anh lính này quả là nhanh nhẹn, suy đoán không sai. Tướng Lê Bá Hùng bị đầu độc và tiếp theo đó đã có người đi theo ám sát lập tức đã điện đàm với bộ chỉ huy trên tàu, sau đó báo cáo với chính quyền địa phương Việt Nam yêu cầu hỗ trợ bài được một lúc, thì từ dưới biển đã bắn lên như mưa. Những loạt đạn tên lửa và đạn cối với ý định là tiêu diệt trực thăng có chứa tướng Lê Bá Hùng để diệt khẩu. Hai người lính hải quân Hoa Kỳ tuy còn trẻ đã theo chân của tướng Lê Bá Hùng nhiều năm đến mức độ nhạy bén và cơ tí có thừa. Máy bay trực thăng của họ trúng hai quả đạn cối bên dưới bụng nhưng không hư hại nặng, vẫn còn bay được. Tuy nhiên, cả hai đều biết rằng nếu cố gắng bay ra biển thì sẽ bị nổ banh xác trước khi đáp xuống hàng không bảo hàm, vì chắc chắn địch đã phục kích dày đặc ngoài kia. Hai người lính thế này lập tức tương kế tiểu kế, lấy chiếc máy bay trực thăng lên núi cao hướng thành phố Huế, nhắm vào đèo Hải Vân mà thẳng tiến. Cây đi qua bất ngờ, dù cho kế hoạch có được dàn dựng công phu tỉ mỉ bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ có sự sơ hở. Hiện tại hỏa lực của họ có mạnh hơn nữa cũng vô phương mà sử dụng. Sau khi bay được lên núi Hải Vân, đáp xuống một khoảng đất trống an toàn thì tắt máy điện đàm, kể lại sự tình với bộ chỉ huy chiếm hạm và yêu cầu được hỗ trợ. Điều đang nói ở đây là càng để lâu thì tướng Lê Bá Hùng vốn bị tổng động nặng càng trở nên đến gần với cái chết hơn. Nằm trong lúc tiến thoát lưỡng nan, một đội biệt kích của tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành linh xuất hiện bảo vệ tướng Lê Bá Hùng di chuyển xuống lưng chừng núi, nơi có một đội ngũ y tế bác sĩ đang trực chờ sẵn tiêm thuốc giải độc tạm thời, rồi lập tức đưa ông vào bệnh viện cần nhất với sự bảo vệ nghiêm ngặt của đặc nhiệm Việt Nam. Kẻ thù ác ở đây chắc khỏi là cần phải nói, chúng ta ai cũng có thể dễ dàng đoán được đó chính là Tập Cận Bình. Vì nếu như để cho tướng Lê Bá Hùng sống sót trở về hàng không mẫu hạm, kể lễ với hội đồng Lâu Năm Cốc cùng với Tổng thống Hoa Kỳ, là lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc sẽ lập tức được Tổng thống Hoa Kỳ phê duyệt và thực thi. Trung Quốc sẽ lại rơi vào các thời kỳ tăm tối, rơi vào cái thời kỳ hỗn loạn mà tơi bời như là dưới thời của Tổng thống Donald Trump. Chỉ cần giải quyết được tướng Lê Bá Hùng thì mọi chuyện chắc chắn sẽ được ngăn chặn. Việc Trung Quốc, Tập Cận Bình biết rõ là Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không hề muốn trừng phạt Trung Quốc. Ông ta không bao giờ muốn làm những việc mà cựu Tổng thống Donald Trump từng làm. Ông ta chỉ muốn làm những điều ngược lại mà thôi. Sau khi đời sống con mồi, đồi án đẹp, mặt đất của Trung Quốc trà trộn và dân làng từ trước đó đã tập trung lại một chỗ, nghe ngóng tin tức, tìm kiếm lục lọi khắp nơi nhằm xác định vị trí con mồi. Theo thông tin tình báo của chúng tôi nhận được do phía Việt Nam để đòi rỉ ra bên ngoài, tướng Lê Bá Hùng đang được di chuyển trên một chiếc trực thăng đi ra ngoài hàng không mẫu hạm. Ngay lập tức, chúng toàn lực tấn công chiếc trực thăng đó mà không biết rằng đã trúng kế thiên binh của tình báo Việt Nam tung tin giả. Thực ra tướng Lê Bá Hùng vẫn đang nằm trong bệnh viện Thừa Thiên Huế. Lúc chiếc trực thăng Việt Nam chở tướng Lê Bá Hùng đã bay ra ngoài biển thì một loạt mưa tên lửa bảo đảm cối phòng tên ảo ạt làm nổ tung. Ngay lập tức, phi công nhảy dù trước đó đã thoát thân trong đêm tối, cũng không tài nào mà thấy được. Chính vì đồng loạt khai hỏa nên bọn chúng đã để lộ ra tất cả vị trí của mình là mục tiêu ngắm bắn cho hàng không mẫu hạm. Thành một trận mưa tên lửa, Toshahan được phát ra tan xác, tàu và xác của người văng tung tóe. Những người lính trên hàng không mẫu hạm, ngày tên lửa tướng chỉ huy của mình bị bắn thì vô cùng tức giận, bắn nhiều hơn bình thường và rà soát kỹ lưỡng để không kẻ nào trốn thoát. Những chàng lính kêu bồi thêm là vài phát nữa cho nổ tung sát pháo thì mới hạ giận. Lúc này thì lệnh của cấp trên phải ngừng bắn và rút lui. Thưa quý vị, vì cấp trên ở đây không ai khác đó chính là Tổng thống Mỹ ông Joe Biden. Ông ta có một mối quan hệ vô cùng rối rắm và phức tạp với Tổng thống của Trung Quốc ông Tập Cận Bình, luôn giữ đường lối ngoại giao mềm dẻo với Trung Quốc, dù nước này đã ngang ngược tới đâu đi chăng nữa. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây.